Theo tin của Reuters thì có mặt tại Á Châu chuẩn bị tham dự hội nghị thượng đỉnh an ninh đối thoại ở Shangri-La, thì quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là ông Patrick Shanahan khẳng định rằng Trung Quốc là ưu tiên trong chiến lược quốc phòng. Những bình luận của ông về Trung Quốc đã được đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh đang ngày ngày căng thẳng, từ cạnh tranh ở Biển Đông cho đến cuộc chiến thương mại và công nghệ. Ngoài ra thì trong lần gặp gỡ lần này thì Mỹ và Trung Quốc vẫn có thể có những cuộc thảo luận rất thẳng thắn về các vấn đề trộm cắp, sở hữu trí tuệ và quân sự hóa trên Biển Đông. Vào từ tháng Giêng năm ngoái thì quân đội Mỹ đã đưa vấn đề Trung Quốc và Nga trong trọng tâm của chiến lược quốc phòng mới.